Do quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng hạn hẹp, việc sở hữu một diện tích đất để triển khai dự án chung cư là rất khó. Thêm vào đó, việc quy hoạch thiếu đồng bộ khiến nhiều chủ đầu tư phải chọn những vị trí nằm sâu trong ngõ nhỏ hay yếu thế hơn là gần các khu nghĩa trang để triển khai dự án chung cư. Việc này ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, cũng như những băn khoăn của cư dân sau khi dọn về ở. Việt Đức Complex được quảng cáo rầm rộ với các tiện ích như tầng trung tâm văn phòng sẽ hình thành bể bơi, phòng gym, mua sắm, đảm bảo các tiện ích và dịch vụ cho cư dân của tòa nhà, không thua kém gì với các dự án cao cấp. Tuy nhiên, khảo sát thực tế có nhiều điểm khác xa so với lời giới thiệu. Trước hết, dễ thấy toàn bộ dự án nằm lọt thỏm trong một khu đất phía trong, chứ không bám mặt đường Lê Văn Lương. Ba hướng của dự án đều bị chắn tầm nhìn bởi những dự án chung cư cao tầng. Đặc biệt, những căn hộ có hướng ra công viên nhân chính và đường Lê Văn Lương được quảng cáo là đẹp nhất, nhưng trên thực tế lại là điểm trừ lớn nhất của dự án khi bị vướng bởi nghĩa trang quán rền nhân chính. Nghĩa trang này có hàng trăm ngôi mộ nằm chắn ngang mặt dự án theo hướng Lê Văn Lương. Dự án là tổ hợp khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở tại số 39 Lê Văn Lương do liên doanh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức đại diện, Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE Core, Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng CMC thực hiện. Dự án được cấp phép từ năm 2011 nhưng đến năm 2016 mới bắt đầu triển khai. Dự án Hồng Hà Tower số 89 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 36, Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long là chủ đầu tư. Dự án này được giới thiệu là một tổ hợp công trình có quy mô, bao gồm hệ thống nhà chung cư 27 tầng kết hợp với 31 lô biệt thự liền kề, được thiết kế thành một quần thể có đầy đủ những tiện ích của một khu đô thị cao cấp. Tuy nhiên trên thực tế, dự án nằm ngay sát là một nghĩa trang lớn tại phường Thịnh Liệt với hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ. Theo ghi nhận, mặt tiền khu chung cư dự án Hồng Hà Tower chỉ cách cổng vào khu nghĩa trang vài mét, còn khu biệt thự và liền kề thì nằm ngay sát cạnh khu vực có nhiều mồ mả, đối diện với cổng vào nghĩa trang. Thực ra sống ở cái khu tâm linh này thì cũng không thoải mái lắm đâu, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế nhà chị hiện tại, nên là thôi nhà chị cố gắng ở. Chứ thực ra buổi tối thì nhà chị cũng các cửa sổ ở ban công chị cũng không có mở ra, chỉ có ban ngày thì thi thoảng mở ra cho không khí nó vào nhà nó thoáng, chứ còn buổi tối hầu như mọi hoạt động của nhà chị thì không đóng đến cửa của ban công nữa. Được quảng cáo nằm tại trung tâm của đô thị phát triển quận Cầu Giấy, Home City là khu phức hợp gồm 4 tòa tháp cao 25 đến 30 tầng, chức năng thương mại kết hợp với văn phòng và nhà ở, gồm 4 tòa tháp. Home City chú trọng phong thủy với sự tách biệt không gian chung và riêng, chú trọng nguồn ánh sáng và gió tự nhiên, công năng sử dụng hiệu quả. Thế nhưng trên thực tế lại rất khác. Ngay sau khi nhận nhà, nhiều cư dân ở đây đã tá hỏa vì view nhà mình là view nghĩa trang chứ không như những lời quảng cáo trước đó. Ghi nhận thực tế của chúng tôi đập vào mắt hàng trăm căn hộ thuộc tòa V1 và V2 khi mở cửa là một nghĩa trang rộng lớn. Theo tìm hiểu, khu nghĩa trang này đã tồn tại từ lâu, nằm ở xứ đồng Trung Kính Hạ xưa và được đặt tên là nghĩa trang Trung Kính Hạ. Khu nghĩa trang này nằm sát ngay khu Tây Nam của chung cư Home City với hàng nghìn ngôi mộ kiên cố đã có từ rất lâu đời. Chung cư Home City do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Văn Phú Trung Kính, công ty con của Văn Phú Invest làm chủ đầu tư. The Eden Rose được quảng cáo có vị trí liền kề khu đô thị Cầu Biêu, công viên Chu Văn An và khu đô thị The Manor Central Park. Xung quanh dự án này là không gian sống đẳng cấp nhất, môi trường sống trong lành và hệ thống giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, thực tế thì lại khác xa. Một mặt tiền của dự án này được quảng bá là có đường thông ra đường Kim Giang, nhưng thực tế con đường đó chưa có. Muốn vào dự án phải đi qua khu vực sản xuất của một công ty sản xuất bê tông và một nghĩa trang thuộc thôn vực quản lý của xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Cùng với đó, nhiều căn biệt thự thuộc dự án này cũng nằm sát khu nghĩa trang. Dự án The Eden Rose do Vinfuland, công ty thành viên của tập đoàn dược phẩm Vindamix làm chủ đầu tư. Cùng với các dự án trên là hàng loạt dự án nhà chung cư tại Hà Nội gần nghĩa trang như dự án Thăng Long Victory, dự án Skyline Văn Quán và dự án Parkview Residence Dương Nội. Tuy nhiên, vì nhiều tiện ích xung quanh khác mà phần lớn người dân chấp nhận chi tiền để sở hữu căn hộ cho dù nắm rõ thông tin. Cũng có người vì chủ quan chỉ nghe theo lời của môi giới hoặc không tìm hiểu trước nên khi nhận nhà mới tá hỏa phát hiện dự án ôm trọn nghĩa trang. Qua đây, thiết nghĩ các chủ đầu tư cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế, quảng cáo giao bán nhà một cách trung thực để khách hàng có một tâm lý thoải mái khi nhận nhà.